Xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì là cái mẫu súp mà như em đã hứa với các bác là bây giờ nó mới về. Cái mẫu súp GCF, cái mẫu mới của năm 2022, nó không giống cái mẫu súp GCF của cái mẫu súp mà cách đây em đã bán cách đây một năm. Nó đã khác rất là nhiều về cái hình thức ê căng. Thì con này nó, cái hình thức của nó thì cũng khá là giống cái con CF bữa trước các bác dùng đấy. Rất giống về hình thức, nhưng mà cái tên thì đã thay đổi. Cái tên thì nó là GCF, hình thức của nó thì khá giống, cái tên thì là GCF. Còn men mạch ấy, thì nó đây, con này thì khá là nặng nhé các bác nhé. Khuyến cáo là một bác một mình thì đừng có bê, nếu mà bê một mình thì gãy lưng đấy. Hai người khênh đây, người ta có thiết kế là hai người khênh này. GCF, cái men mạch của nó đây. Quả này thì hứa hẹn với các bác là sẽ chiều theo lòng rất nhiều bác. Con này thì tích hợp cả đánh hơi và đánh điện. Đây là đường vào điện và đi đường vào hơi. Và có một đường line sang súp khác. Tức là khi mà các bác đánh hai quả súp này thì các bác có thể là line từ bên này qua bên kia bằng dây can đông. Đấy, nếu đánh súp hơi nhá. Còn súp điện đây. Hai cái nút chỉnh này thì nút súp nào cũng như nhau cả. Đây thì người ta có ghi cái, người ta có in cái phần giải tần đáp ứng của súp. Ai, quả này thì chiều lòng các bác này. Quả này thì công suất mà cái mức giải tần đáp ứng của nó là từ 20 đến 700, thì nếu mà hàng chuẩn xịn thì nó sẽ rất là tốt đấy. Nếu mà đáp ứng được từ giải 20 thì khá là sâu súp. Thế nhưng mà hàng Trung Quốc thì nó ghi thì tạm thời ta cứ tạm tin đi. Đấy, công suất của nó là 500W. Đấy, công suất đỉnh điểm luôn đấy, 500W. Thằng này ghi cũng khá là thật thà này. Đấy, nếu như công suất đỉnh điểm thì thực ra thì như con này nếu mà cố lắm thì lên được khoảng 400W là cố lắm rồi. Nhưng nó ghi 500W là cũng khá là thật thà. Còn có thằng nó ghi 800W đến 1000W cơ. Đấy, ghi thế mới là ghi láo. Đối với một quả súp 40 này, thực sự mấy các bác rằng là nó chỉ lên được đến 400W là vô cùng nhiều. Có khi chỉ được 300W thôi, đến 350W thôi là nhiều lắm rồi. Quả súp điện 40 này độ nhạy của nó 90 dB, trở kháng 8 ohm. Và đây, đây là cái mà nhiều bác thích này. Công nghệ Pháp. Nhớ mà sản xuất ở Trung Quốc và là tất cả là của Trung Quốc. Nhưng nó tóm lại là đây là chiều lòng các bác thôi. Còn nếu như mà em bảo mà nó là in made in Việt Nam vậy thì nó cũng in được, mà không phải made in Thanh Trúc vào đây thì nó cũng vẫn cứ in được. Hiện tại thì mạch Class Y thì nó là in thật rồi, nó chạy hệ thống mạch Class Y, nó in thật, nó không in láo. Bởi vì in láo này thì không giấu được. Còn bây giờ nó in láo là Pháp, Đức, Mỹ thì nó in láo thì chẳng ai cãi được cả, các bác không có bác. Thế nhưng mà các bác thường là thích như thế đúng không? Tóm lại là các bác cứ hình dung rằng là mình bỏ cái tầm tiền nào mình chơi cái hàng đó, chứ đừng mơ hàng xịn, đừng mơ hàng xịn. Tất cả các thể loại hàng bây giờ nói chung là hàng âm thanh. Bỏ tiền nào thì mình dùng hàng đó. Đấy, và xác định trước là Trung Quốc đi. Đừng có chạy theo cái mác và các cái hãng, đừng có chạy theo, chỉ có mất thêm tiền thôi. Tóm lại là Trung Quốc, là Trung Quốc thì mình bỏ tiền nào thì mình hưởng cái tầm tiền đó. Đấy. Và tóm lại là mua ở bất kỳ đâu cũng thế thôi, điện máy cũng thế thôi, cơ sở bán âm thanh thế thôi. Bỏ tiền ra, cứ tham khảo thử cái mức mà tránh đánh chất âm đánh tốt tốt mà giá tiền vừa phải là dùng thôi nha. Chứ không nhất thiết là nhiều bác cứ phải tiền nhiều thì nó mới xịn, tất nhiên tiền nhiều thì nó xịn. Thế nhưng mà gặp cái người bán thật thì tiền nhiều nó sẽ xịn. Còn cái gặp người bán không thật thì tiền nhiều chưa chắc nó đã xịn. Đó. Thế nên là phải tỉnh táo. Con này thì chạy có 4 sò thôi. Còn hai cái sò này là hai cái sò hình như là bù áp bù gì thì em cũng chịu chết. Được cái là cái men mạch của nó thì khá là đẹp. Đó. Bọn này làm cái men mạch của nó là nhìn cái men của nó rất là sắc nét và khôn ngoan. Mình cảm nhận bằng mắt thường thôi. Đó. Cái men của nó khá là đẹp, hoàn toàn mạch cắm, men rất đẹp. Chắc chắn không cần hai men. Bên này là men đầu ra, đầu vào đầu ra, và đây là men xử lý công suất, cục nguồn tròn. Thực ra thì nhiều bác cũng rất là băn khoăn giữa cục nguồn tròn và cục nguồn vuông. Thực sự rằng với các bác rằng là nguồn tròn và nguồn vuông thì nó nói thật là em là người làm thì em cũng không phải là chuyên sâu về kỹ sư âm thanh, nhưng mà thực sự là em cảm thấy nguồn tròn và nguồn vuông nó đánh thì quan trọng là nó đủ hay nó thiếu thôi. Chứ còn tròn và vuông thì nó chỉ là cục nguồn.
tròn vuông có thể là nguồn, nhưng mà dân Việt Nam thì thường là do các tay thợ làm trên YouTube là quảng cáo là nguồn tròn sẽ tốt hơn. Đấy, thế nên là thường là dân Việt Nam sẽ thích nguồn tròn. Đấy. Còn thực sự các bác cứ xem những cái súp Mỹ, súp Anh, súp Pháp hàng xịn thật thì có khi nó lại là nguồn vuông. Đấy. Thế nên là trong cái vấn đề này nó còn rất nhiều cái khúc mắc mà khó giải thích. Tóm lại là với em thì cứ nguồn nào đủ là được, nguồn vuông, nguồn tròn hoặc nó là nguồn méo cũng được, miễn nó cấp đủ nguồn cho cái main của mình là ok. Còn chẳng quan trọng nó là cái hình gì, nguồn tròn thì cũng làm bằng đồng mà nguồn vuông thì cũng làm bằng đồng cũng đủ. Người ta quấn vòng, người ta tính cái vòng đủ cái công suất ra cho mình, đủ cái nguồn để nuôi cái main là công suất này đấy. Nhiều bác thì bảo sao không làm nguồn tròn à, nguồn tròn mà lại là nguồn vuông. Quá khó hiểu luôn. Thế nên là thằng Trung Quốc nó làm thì bao giờ nó cũng chiều lòng mình. Cái người đặt hàng như bọn em đặt, ví dụ là đặt hàng thì bọn em bảo chúng mày làm nguồn tròn cho tao, đợt này làm nguồn tròn cho tao vì khách nó thích nguồn tròn. Đấy. Hoặc là ngày trước mà các bác biết không, ngày trước em đặt EQ đấy, hay gọi là lọc xì đấy. Đấy, thì bên Trung Quốc, bên 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 xưởng Trung Quốc thì nó làm chỉ có một cái main thôi, một main thôi. Thế nhưng mà dân Việt Nam mình nghe quảng cáo nhiều cứ phải hai main nó mới xịn. Nó bảo dân Việt Nam chúng mày chỉ thích hoành tráng thôi, nó bảo thích hai main thì nó sẽ chia làm hai main đấy. Còn linh kiện lẽ ra một main thì nó dồn linh kiện vào, mà hai main thì nó làm rời linh kiện ra cho nó đẹp thôi. Còn thế nên là nó, thằng Trung Quốc thì nó chiều lòng chúng ta đấy. Nó rất là giỏi, nó rất là giỏi. À, và đây có quạt gió cũng cái hệ thống main mạch giống như cái con main mạch lần trước của cái con CF thôi đấy, thanh tản nhiệt thì nhìn cũng khá là đẹp phát đấy. Bọn này làm cái main mạch thì khá là đẹp, nhưng mà các bác thì quan trọng cái hình thức, chứ còn em thì em nói thật với các bác là em cứ chất lượng nó dùng ok trong tầm tiền là em chơi thôi, chứ em cũng không quá quan trọng về cái mã đâu. Đấy. Đây là hệ thống main mạch, hai cục tụ, giới thiệu làm gì nhiều, quảng cáo làm gì nhiều, giống như là hai cục tụ này chạy bao nhiêu vôn, bao nhiêu mi, đảm bảo là đủ đủ công suất, đủ giới thiệu đủ các thể loại, tóm lại là nó là cục nguồn, à nó là cái tụ đấy bác nhá. Đây main mạch các bác xem, mở cho bác xem thôi, quảng cáo làm gì lắm. Còn hình thức ấy, thì rất đẹp, hình thức thì thực sự là đẹp, và độ nặng thì sẽ chiều lòng các bác, cũng là nặng khủng khiếp. Đấy, khuyến cáo đừng có bê một mình, cố bê gãy bô lưng. Đấy, quạt nó đang quay đây này, em đang bật đây này. Tắt đi thì quạt không quay nữa, bật lên thì quạt quay. Đấy. Hình thức đây rất là nặng, nhiều bác thích nặng thì nó cứ vô cùng là nặng luôn. Bê được quả súp này phải hai người ghênh nhá. Còn quay sang đây thì bắt đầu ta triển khai đến cái bát của nó. Bát thì là bát 40 rồi, không phải đo nữa rồi, bát là bát 40. Và từ lần này thì sẽ là từ 190 con 76 cho đúng như yêu cầu của các bác nhé. Lần trước thì cái quả súp CIF nó về thì là nó lại là từ 170, thì rất nhiều bác thắc mắc tại sao không là 190, và bây giờ thì nó sẽ là 190 của đối với con giò CIF này. Tại sao không là 190? Đây, bây giờ là 190 đây. Đấy. Chiều lòng các bác luôn. Và cái được cái thì thằng này nó đang dùng cái bát của The Wheel, một trong những cái hãng bát của Trung Quốc khá là ok. Hiện tại thì đây, cái tem RCF là nó nhập về nó làm và nó đè lên cái chữ The Wheel của hãng hãng bát The Wheel này. Đấy. Nó đè lên thôi, chứ thực ra là bát này là bát của cái hãng này, Made in China, chuẩn chỉ hàng chuẩn luôn, China luôn, chứ không ông này thì không in Đức với Pháp vào đây rồi. Hàng này hàng của hãng Trung Quốc, nó in sẵn tên của nó vào đây, không cãi được. Nói chung là cái hàng bát của hãng này là ok nhé các bác nhé. Hàng bát của hãng này là ở bên Trung Quốc là rất là ok đấy, bởi vì trước em nhập bát rời em biết. Đây là bát của hãng Trung Quốc, còn không phải bát xưởng, bát hãng, không phải giống như kiểu Việt Nam gọi bát xưởng, gọi là bát tư, bát gia đình làm ấy, giống như những cái xưởng gia đình làm. Bây giờ bên Việt Nam thì có một phổ biến rất nhiều những cái gia đình xưởng may của gia đình ấy. Đấy, thì bên Trung Quốc là kiểu như thế. Còn những cái bát mà có tên hãng là gọi là thuộc dạng công ty của Trung Quốc, nó là nó khá là tên tuổi thương hiệu. Đây nó có dán tem của nó, tem QC của hãng của nó vào đây. Đấy, dùng cái bát này thì khá là ok. Đấy, bát 40 và từ 190 con 76, chiều đúng lòng các bác luôn. Lật lên tí cho nó, cho bác soi xong tí cho nó đẹp nhỉ. Đây hả, nhện ở trong đây, nhện cổ côn thế thôi, có cái gì để soi lắm.
Ốc đây, ốc thì ốc lục giác. Vừa nãy vất ốc đi đâu rồi? Ốc, à đây 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 đây. Đấy, em cẩn thận không? Tháo ra đút vào đây tí tìm khỏi mất, không quay đi quay lại quảng cáo cho bác cái đá vào nó là tí tìm không thấy luôn. À, ốc đây. Bát thì như thế này. Và nói chung là cái vấn đề là cứ bỏ tiền ra mà đánh cái tầm tiền mà vừa phải thì nó ok là được rồi, chứ bỏ ra có 4 triệu hơn 4 triệu đồng mà đòi súp xịn, súp Mỹ, súp Anh, súp Pháp vào đâu ra, công nghệ gì. Toàn bộ là Trung Quốc thôi, mà Trung Quốc em nói thật với các bác là Trung Quốc bình thường thôi. Không phải Trung Quốc xịn đâu. Trung Quốc xịn mấy triệu dùng sao được. Trung Quốc cũng Trung Quốc chuẩn, nếu mà hàng chuẩn, hàng công ty của nó để nó xuất đi nước ngoài, xin lỗi các bác bỏ ra 10 triệu. Trên 10 triệu thì bác mới dùng được nhá. Chứ mấy triệu đồng mà đòi hàng Trung Quốc xịn thì không có đâu. Trung Quốc xịn nó toàn xuất đi các nước châu Âu với các nước tư bản thôi. Còn Trung Quốc bình thường thì Việt Nam ta dùng. Các bác cứ rõ là như thế. Không có Trung Quốc trung ương đâu. À, bác nhìn đây. Nói chung là trong tầm tiền này thì đánh khá là ok, bởi vì cái mức tiền mình bỏ ra nó rất là rẻ. Chứ còn nếu mà như bây giờ mà nói mà súp Mỹ, súp Đức, thật các bác 4 triệu hơn 4 triệu chưa đủ tiền cước. Chưa đủ tiền cước. Khả năng là cũng đủ tiền cước. Thì đừng nói là dùng được hàng Pháp, hàng Mỹ. Còn hàng Trung Quốc thì là Trung Quốc bình thường, Trung Quốc bình dân thì Việt Nam ta mới dùng được. Chứ còn Trung Quốc xịn thì chúng ta cũng không dùng được, vì nó rất là đắt. Trung Quốc xịn của nó xuất toàn đi nước ngoài. Các bác cứ hình dung là những cái công ty mà hiện tại bây giờ bên Việt Nam đấy, rất nhiều công ty của Trung Quốc nó làm giày này, nó làm đồ chơi trẻ em này. Thế nhưng mà cái hàng đó Việt Nam ta có được dùng đâu. Toàn là nó xuất đi Nhật, mới lại xuất đi các thị trường châu Âu thôi. Đấy, cũng là hàng Trung Quốc đấy các bác, đấy là hàng công ty đấy. Thỉnh thoảng mà công nhân mà làm mà ăn trộm được cái đồ của nó ra, thực sự các bác nó đẹp lắm, cái đồ chơi của nó đẹp lắm. Em được dùng rồi, đồ chơi của nó đẹp lắm, kể cả là giày dép của nó. Nó đẹp, nó chất hẳn so với cái đồ bán ở ngoài thị trường mình. Nhưng mà nó đắt lắm, nó toàn xuất đi nước ngoài thôi. Từ 190 con 76 nhá. Đấy, đợt này thì nó về cái mẫu súp CF này. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em. Đây là thùng vách và khăn khố, cối bóng, các loại linh tinh đây. Đó. Nói chung là trong tầm giá này thì chơi hình rất là tốt. Mà thậm chí là phòng hát thì em cũng cho nó vào luôn. Một số anh em làm phòng hát cũng cho vào luôn, đánh bình thường. Các bác cứ quan điểm là phòng hát phải dùng đồ xịn không có đâu. Chả có cần đồ xịn, đồ bình thường, đồ Trung Quốc bình thường là đánh vẫn cứ ok, vẫn cứ hay. Quan trọng là làm như thế nào có khai thác triệt để nó không thôi, chứ còn dùng đồ xịn mà không khai thác được nó thì nó cũng chẳng hay. Cái còng này nhìn yêu phết đây bác này. À, rất là chắc chắn và đẹp đẽ, Trung Quốc nhưng mà rất là chắc chắn đẹp đẽ. À, bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Giá của nó thì hơn 4 triệu một chút thôi, 4 triệu một chút thôi. Từ 190 con 76. Bát này thì nguyên cái thùng này khả năng nó phải nặng đến tầm khoảng 35 cân đấy, 35 đến 40 cân. Khả năng là cũng không cân nhưng mà khá là nặng, bởi vì một mình không bê được. Hình thức thì nó thật sự với các bác là hình thức của nó thì rất là đẹp, rất là bắt mắt. Đấy. Để gia đình đánh thì rất là ok, rất là hay. Còn trong tầm tiền thì dùng tốt, trong tầm tiền này. Xác định là tầm tiền 4 triệu hơn 4 triệu thì dùng loại này là ok rồi. Nó sẽ rất là hay, và gia đình thì cũng dùng đến mức đấy thôi các bác nhá. Hệ thống bát mà nó dùng cái bát của The Wheel là ok rồi này, dùng cái bát của cái hãng Trung Quốc là ok rồi này, bát này là được. Đấy. Soi cho các bác cái mặt trước tí. Sơn thì sơn tầm dầu, quên vừa không soi mặt trước cho bác, sơn tầm dầu, sơn bóng tầm dầu. À, con này thì nó khác cái con CF đợt trước, đó là nó bây giờ thì nó chạy sang cái gân là gân hai lớp, gân hai sóng của gân vải tầm dầu các bác nhé. À, đối với cái dòng gân này thì ưu điểm của nó sẽ bền hơn, rất là bền. Nếu mà chạy một vài năm mà các bác quét cho một tí dưỡng mà nữa thì nó rất là bền luôn. Đấy. Để mà hỏng được nó thì rất là khó. Hỏng súp thì khả năng không hỏng gân đâu. Gân này trừ khi chuột cắn, rắn cắn thì chịu, nhưng mà bình thường thì khó hỏng. Đấy. Mà con này thì bịt vào thì cũng chẳng con trào chui vào được mà cắn được cả. Đấy. Kín mà. Mặt thông hơi đằng trước nhưng mà bịt lưới rồi. Bịt lưới như đây này.
thì nó rất là kín, không bao giờ bị con gì chui vào mà cắn được nó. Nên con này hệ thống gân của nó thì gân và màng thì rất là ok, nó sơn phủ tẩm dầu này thì rất là bền. Đấy, thời gian mình dùng lâu mà mình dưỡng một chút thì nó còn dính dính như này. Nó sơn từ nhà máy ra về nên mình vẫn còn dính, sờ dính tay. Đấy. Gân này đánh bền hơn, đánh căng hơn nhưng mà nó sẽ không 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 mềm. Đấy. Mềm thì nó cái dòng gân gân mút kia, gân cao su kia nó sẽ mềm hơn. Hình thức kết cấu và mên mạch. Đấy, vỏ bên ngoài nó là như thế nhá bác nhá. Bác nào có nhu cầu mua súp về nâng cấp và gia đình thì liên hệ với em 30 40, và tất cả những cái sản phẩm mà em đưa đến tay các bác thì các bác cứ hoàn toàn yên tâm là hay trong cái tầm tiền. Em nói đơn giản như vậy thôi, nói khiêm tốn một cách như vậy, còn mình không quảng cáo quá nhiều về cái chất lượng. Thực tế các bác dùng các bác sẽ biết. Và em đã lựa chọn những cái sản phẩm bán cho các bác thì các bác hoàn toàn yên tâm, các bác bỏ tiền ra các bác sử dụng cái hàng nó sẽ thực sự là về nó sẽ dễ chịu, vì mình bỏ cái đồng tiền ra mình về mình dùng được, dùng tốt trong cái tầm tiền. Đấy. Chứ không phải là mình mua một số tiền quá cao mà về mình dùng hiệu quả nó không có thì nó lúc đấy nó mới sốt ruột nhá. Còn sản phẩm thì em lựa chọn rồi, trong tầm tiền đấy đánh rất là ok, rất là hay. Kể cả súp 30 em bán cho rất nhiều khách nhưng mà khách không thể chê được. Trên thị trường bây giờ nói thật với các bác là các bác đừng có nhìn theo cái hình thức mẫu mã mà các bác đánh giá cái chất lượng sản phẩm, và cũng đừng nhìn theo cái tên và đánh giá cái chất lượng sản phẩm. Đấy. Để mà đi vào lòng các bác thì nhiều khi đặt những cái tên nó khác lạ, và đặt những cái nó trông các bác nhìn có thể nó hoành tráng nhưng thực chất rằng hoành tráng chưa chắc đã hay bằng cái ông không hoành tráng đâu. Đấy, nó thật với bác như thế. Kể cả những con đẩy, như các bác nhìn những con đẩy nguyên mạch cực kỳ đẹp nhưng mà đánh có khi còn thua những cái con men nhìn nó đều đều. Nó là như thế đấy, chứ không phải là cứ nhìn đẹp mắt thích mắt mà nó đã là hay đâu nhá. Nên là sản phẩm là phải được trải nghiệm thực tế, bất kỳ một sản phẩm gì em là thằng trải nghiệm thực tế ok trong tầm tiền nhập về bán cho các bác. Thôi, video thì cũng khá là dài rồi, xin chào hẹn gặp lại các bác nhé. Bác nào có nhu cầu về súp 40 thì liên hệ trực tiếp với em. Cứ nhìn chung là hình thức và chất lượng là quá là ok trong tầm tiền, thế là chơi thôi bác nhá. Không quan trọng nó là cái tên gì và cái hàng gì, tóm lại là chữ RCF đây thì nó là RCF thôi. Còn nếu mà các bác thích tên của em thì em sẽ đặt cái chữ Thành Trúc vào đây và em dán vào đây. Đấy, là thành tên của em thôi. Bây giờ hàng hóa nó là như thế, thị trường là như vậy, nên mà cũng chẳng thằng nào nó bán hàng nó nói thật như em đâu. Thị trường là như thế, bỏ tiền ra vừa tầm tiền là chơi thôi các bác nhé, vừa tầm tiền là chơi thôi, còn không nhất thiết nó là cái gì nó là tên gì. Đấy, nói thẳng cho các bác hiểu như dễ hiểu. Còn nhiều bác em nói thì nhiều bác gọi em nói chuyện bảo tôi thấy hoang mang, bảo hoang đừng hoang mang làm cái gì. Sự thật nó là như thế, thị trường bây giờ mua đâu cũng thế thôi. Còn đừng có quá cái quan trọng cái tên, cái tuổi, cái thương hiệu, rồi nó làm một mình, nó một mã, rồi nó bán cho giá chết cha luôn mà chất lượng chưa chắc là gì nhá. Vâng, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em sẽ ship hàng cho các bác nhá. Các bác đừng mom hàng của em là được. Đấy. Còn nhiều khi cũng không quá quan trọng là tiền cọc đâu. Đặt mình là toàn là người lớn, toàn là người chơi âm thanh, người nghiện âm thanh. Đấy, các bác cứ cho em địa chỉ là em ship hàng cho bác thôi. Đấy, đừng mom hàng. Còn hàng của em ship đi, sản phẩm của em đảm bảo rồi. Nên em không sợ. Chỉ khi sản phẩm mang tính chất là lừa đảo thì mình mới sợ thôi. Còn hàng của em là đảm bảo các bác dùng, các bác yên tâm về cái chất lượng, về giá cả, mua vừa bán thôi. Chứ đừng bỏ hàng được. Nhiều bác không chuyển được khoản thì em cũng không nhất thiết bắt chuyển khoản đâu. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé. Rất là ok, những cái mạch đẹp đấy.